Trời ơi, có ai cứu tôi không? Ngồi vậy từ từ chứ. Rất là
từ. Máu vẫn chưa trả lời tôi. Trời ơi, tôi trả lời được, tôi chết liền luôn. Cô hỏi bà con này có ai trả lời được cô không? Trời ơi, tôi vừa mới mở họng lên, cô nhảy vô trong họng tôi, cô ngồi. Chú tên gì chú? Sao cô hỏi chú cười vậy? Chú tên gì? Chú đi đàn từ nào? Xin mùi. Rồi chú đi đàn lâu chưa? Rồi chú đi đàn từ lúc từ bao nhiêu tuổi? Đó, chú không trả lời được luôn, không có gì đâu, tại chú cười thôi. Cái miệng của cô á, nói mà không ai nói lại miệng. Trời ơi trời, làm sao nói lại tôi được? Mấy cô chú ở trong biểu này thương tôi gần chết luôn á. Trời ơi, trời ơi. Nè, bây giờ tôi hỏi lại từng câu nữa, này nha. Nữa hả? Hỏi một câu đúng thôi. Rồi, ông tên gì? Nhớ nha. Ừ. Nè, vì tôi nói nè, tôi tên là Hoàng Công Đồng. Ừ, Hoàng Công Đồng. Trong đêm đồ ngồi đi dắt tay tôi đã xong chờ lập dọn tới chốn lâu trường bóng đâu dòng cô đang ta ôm vun thương tình chú mà kia vẫn thì tôi đây vẫn cứ xa đây. Con dối. Có con cọp nè. Con cọp. Có con beo nè. Con beo. Có con sư tử nè. Sư tử luôn. Cạp ông, cắn ông, cho ông khỏi hại người nữa. Không có sư tử nào mà cạp thôi. Có con vịt mới cạp thôi. Đó. Mấy này nó hay lắm. Mấy này nó hay lắm. Dạ sao? Ông không sợ đúng không? Ông sợ không? Không. Tôi không sợ. Ông không sợ thiệt luôn. Từ trước tới giờ con gì tôi con không sợ hết á. Chỉ sợ nhất đúng một con. Ông sợ con gì? Con này nè. Con gái á, nhất là cô á, cái miệng của cô á nó nhiều quá. Nói mà cho hò nói không lại luôn. Làm gì vỗ tay? Có đúng không bà con? Thấy chưa? Nói tôi vậy đúng không? Vậy thì ở đây mình đi. Tôi đi về. Thôi về đi. Tôi ôm cô là cô có bầu. Thì đúng rồi. Vì nãy cô đè tôi.
tôi có gì không? Tôi đè ông rồi nào. Mới nãy đè tôi giật lép luôn đó. Có hả? Hỏi bà con này có không? Ta chứng kiến hết trơn á trời á. Vậy thì ông có bầu thôi. Trời ơi. Tôi có bầu. Ông làm sao như vậy? Mà làm tôi làm cho tía tôi buồn. Tôi đó đến giờ không ai ôm tôi, có mình tía tôi ôm tôi à. Làm sao như vậy? Tía con dạy con sao? Tía tôi dạy tôi là nam nữ thọ thọ bất trung thân. Nam nữ thọ thọ bất trung thân. Đúng rồi. Vậy tía con dạy thiếu đó. Ê nó nghe. Đây. Tía tôi dạy thiếu gì? Nói là nghe coi. Tôi nè là nho sinh. Đúng rồi, biết mà. Đó. Tôi có học. Nhìn năm là biết học cao rồi. Ừ. Đó. Tía cô dạy thiếu cô. Ừ, vậy sao? Người ta nói là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Gì đó, tía cô dạy y chang như vậy. Là cái thân trước giữ. Thân này giữ nè, đúng không? Đúng rồi. Thôi. Thân sau thọ. Đúng không? Thân này tía cô dạy thiếu cô. Đúng. À. Đúng. Đúng không bà con? Đúng chứ. Đó, có người nói đúng kìa. Tức là tía, tía em dạy sai. Đúng rồi. Là nam nữ thọ thọ bất tương thân là quan trọng là cái thân đằng trước thôi. Đúng rồi. Còn thân đằng sau là thiết cô hồn. Đúng rồi. Rồi để em về em dạy lại tí em. Ê con. Cái gì? Về giải thích. Không có nói chuyện với cha mẹ là mình đi giải lại được. Ờ vậy là bất hiếu đúng không? Bất hiếu. Ừ xin lỗi. Là về là giải thích lại cho tía tôi là biết rõ ràng đúng không? Đúng rồi. Ở đây đi, tôi đi về tôi gặp tía. Đâu có ra sớm đâu mà chiều nay ra sớm vậy ta. Trời ơi cô ơi, thú dữ ở đây nhiều lắm cô. Không bị gì ạ? Tôi bị quýu. Nhưng tôi nhắc cô này. Gì vậy trời? Chưa có ướt. Cô bị bịm nè. Ướt cái gì? Tôi đâu có nói gì đâu. Ông tưởng dạo tưởng cái miệng của cô quá trời quá đất lắm rồi nha. Ông tưởng tượng cái miệng của cô quá trời quá đất lắm rồi. Ủa tôi có nói sai hả? Ông quýu. Quýu. Thì tôi coi có ướt cái dưới không? Mồ hôi ông ra đuổi nó ướt cái dĩu tổng tổng dưới rồi sao? Ủa con nói đúng không mấy cô chú? Bớt cười nha. Bỏ cái đờn xuống cười quá luôn đó. Trên đời này chỉ có một mình cô suy nghĩ được câu chuyện đó thôi. Tôi đâu có biết. Nghĩ sao mồ hôi dĩu tổng tổng. Nói vậy thôi. Rồi bây giờ ông quýu vậy rồi sao? Giờ tôi đi ông đi được. Đợi tôi lấy tiền đó. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Để tôi giữ giùm cho mấy người hay bị quýu đừng có giữ tiền. Nguy hiểm, đúng không? Tôi thấy lần nào cũng đâu có được giữ cái gì đâu. Ai? Cô vô con vớt trả cho tôi nha. Mấy lần trước cô giữ luôn rồi, cô đem về nhà luôn rồi. Hên xui. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ quýu vậy rồi, bây giờ sao ông đi theo tôi? Bây giờ hôm nay... Hôm nay cô cổng tôi về. Bớt giỡn đi ngoại. Ông nghĩ sao ông là cái cột đình tôi con thằng lằn. Ông nghĩ sao ông kêu thằng lằn cổng cái cột đình. Trời đất ơi. Có gì đâu. Trời ơi tôi đói bụng. Mấy nay tôi xuống kia dữ lắm. Nhưng mà tôi không có cổng không được. Chỉ vì tôi. Sao? Ờ. Thân sao là thiết cô hồn rồi đúng không? Đúng luôn. Ờ đúng rồi. Cô quá giỏi. Rồi rồi vậy thì bây giờ tôi đó còn hồ quá. Tôi làm phước tôi cổng ông về. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 là bắt đầu ông leo lên là tôi mới cổng ông. Tôi chưa đếm đúng 3 là ông không được leo lên nha. Đúng ba đúng không? Đúng ba là tôi mới là mới leo lên nha. Đúng rồi. Ờ để tôi chuẩn bị chứ nhưng mà vậy là căng lắm á. Rồi nha. Có cái mặt vậy mà dễ dụ á. Ai dụ ai? Ô tôi đâu nói cô đâu, tôi nói không. Tôi nói bên ngoài á. Tự suy nghĩ lại nha. Rồi, chuẩn bị nha. Lên nha. Một. Chưa nha, mới đến một thôi nha. 2, 3 mới lên nha. Nha. Để tôi chuẩn bị đàng hoàng nha. Xương cốt tôi dạo này rượu lắm. Tôi không có làm cái gì luôn á. Vậy chứ không làm gì. 2. Đọc ta kêu trễ kìa. Ở đây tôi không có ít được. Thông cảm tôi đi nha. Dạ. Chuẩn bị. Dễ thương mà dễ bị bệnh. Chơi thì sao quá mà lâu
để chi cây cha đang đợi chờ à. Sao bây giờ con lợn ra đây thiệt khổ thân tôi, cha chống nuôi con trong cảnh cơ hàng mà con có nhà thì lang thang. Trời ơi tôi tức mày quá, Cúc ơi Cúc. Đó, về rồi đó. Âu tử tường trình hồi lý, cứu phụ thân gia nội giải nguy. Con để điên hay gì trời, tự nhiên cha nội gì giải nguy? Đi từ sáng tới giờ, bây giờ mày về đây mày nói khùng nó điên hả? Vô đây tao biết mày. Cúc ơi Cúc, bị điên hả Cúc? Tôi bò cho nó mẹ. Mày đem cái giống chi về vậy Cúc? Đem giống về. Trời ơi, trời đất ơi, tự nhiên sao mày đi chắc sao mày lôi cái này về? Mày ra đây đẹp, mày bước ra đây. Con làm xấu tâm xấu tổ, xấu hổ mẹ cha. Sao mày dắt trai về nhà? Mày làm gì con vô nhục vậy con? Sao tí biết trai? Hả? Không phải trai chứ nó là gì? Đàn ông. Mày kỹ quá ha, mày biết cái đàn ông luôn á. Bây giờ ha, mày đang chịu kiên cái này cũng hơi xui lắm nha. Không mà đàn ông à. Phải không? Bảo đảm luôn. Bây giờ nó mày đem... con đi chứ đừng cãi con buồn. Trời ơi, mày điên hả? Còn bây giờ mày đem về đây, rồi đem quả về nhà này hay gì? Tí nói nữa con hận tí suốt đời. Sao vậy? Tí bởi vậy, tí nói mà tí nói chứ thương con. Ừ. Mà tí suy nghĩ sao cuộc đời của hai cha con ngủ nghỉ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Mà tí nghĩ sao mà tí dạy có phân nửa, còn phân nửa tí chừa lại cho ai ăn vậy? Tao dạy gì mày phân nửa? Tí dạy là năm nửa thọ thọ bất tương thân. Đúng rồi. Tí dạy cái đó ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng mà tí dạy câu đầu thôi, còn câu sau tại sao tí không dạy con? Ủa còn câu sau nữa hả? Trời ơi trời. Bởi vậy tí có bao giờ đi trường học không mà tí biết? Sao tao biết? Trời ơi, người ta nói cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân chỉ là câu đầu tiên. Ừ. Câu thứ nhất, còn câu thứ hai. Câu thứ hai là câu gì? Thân trước dữ. Ha? Ừ. Thân trước dữ. Đúng rồi. Thân sao khí cô hồn. Mày điên. Tao đánh đụng cái bông mày luôn, mày điên hả? Tí dồn đến tao như sự hận thù cho con hả? Bao nhiêu lâu rồi bữa nay tao đánh mày cho đã. Ngày tí mày bất hiếu quá. Thì điên cho tao. Mày bất hiếu. Trời ơi. Giữ thì giữ cho hết. Có đâu giữ trên phong nữa. Thân thân trước là cha sanh mẹ đẻ, thân sau cô hồn đẻ mày hả? Ờ, sao không nghĩ tới chuyện này ta? Ngu vậy? Sao dễ bị ta sổ mũi vậy ta? Thôi bây giờ con lỡ đem về đây rồi tí cứu đi, thôi quan vô bắt tí ở tù á. Trời đất ơi! Bây giờ sao vậy? Nương. Đó, con bước hoài vậy đó. Trời ơi, vô nghe cái lồn không con bắt mệt. Trời đất ơi, ê vậy là nó có bệnh thiệt không mày? Bệnh có một nội con đó. Bệnh sao chửi trậu cha con mình kìa. Bởi vậy nó có một nội đó. Để bây giờ sao? Quăng lên vậy đó. Ê bây giờ mày lên cho cứu nó coi. Ông mà nằm đây cho tới tối là con nói thiệt cái tiếng quạt là phủ đầy người ổng luôn đó. Người nhà ổng ở dưới đây nhiều lắm. Trời ơi vậy đó hả? Mình tí con mình làm cũng đại đâu. Trời ơi quăng lên đây đắp bộ cuộc tình đó coi. Đó đắp lên luôn. Bây giờ sao chú? Giờ tí xử lý đi. Lấy nước rồi không? Lấy nước rồi nè. Bây giờ sao để cho hả? Đây rồi. Cứng hàm rồi. Nó là cứng hàm. Lấy chuối xanh không? Lấy cái giặt nữa không? Tí làm cái đi. Đây để con. Mày chơi với cha con tao mày chơi lại không? Dậy mày. Dậy. Ờ. Dậy lên. À, cô. Tôi đây. Ờ, cảm ơn cô Đương. Không có gì. Hả? Ờ. À, tại hạ xin cảm ơn lão bà đúng không? Lão bà. Lão bà hả? Sao biết hay vậy? Mày trên đây nè. Bằng Trang là đường quốc lộ. Bà đâu? Không còn có nói gì cái tiếng nha. Càng ngày tiếng càng giống má quá. Má trời ơi. Tiếng còn nhìn tiếng chứ má không biết ai má ai tiếng luôn. Mày hết cái miệng mày bất hiếu kìa. Miệng mày bất hiếu quá trời à. Thôi giờ tiếng giải quyết ổng đi ra con đi vô con đi vô đi. Ngâm nước á. Lão bá. Gì? Con người bọc mũi luôn á kìa. Đây là con ve chó của tao đó, vừa lòng phải không? Ừ, tiếng bắt nói đi tiếng có con ở đây đừng có đem ve ra nói kỳ lắm nha. Con phải tử. Bây giờ sao? Bây giờ tôi mời cậu lên đây rồi. Có hát không? Tôi hát với cậu.
nghe tôi hỏi nè. Dạ. Ông từ đâu đến mà thọ nàng tài để con cung về đây quên cả câu họ thọ bất tường thần nói cho thiệt. Nè, bây giờ nói chuyện đó. Cậu cười. Bây giờ cậu cười. Trời ơi, thôi không, dạ. Dạ. Là con không ác nữa. Rồi, nói đi. Dạ, con là Hoàng Công Đồng, nhà sĩ tử nơi chúng trường thi. À. Dạ, lâm tai nạn, đi giữa đường gặp nạn, nhờ cô đi cứu giúp đó. À, Hoàng Công Đồng. Thôi nho sinh nhập nạn đúng không? Nho sinh. Thôi có người ăn học mà sao mày không biết lễ người ấy mày? Cái gì? Gái lễ tao là gì? Nè con gái tôi nghe là cứu cậu nghe, kéo cậu về rồi cõng cậu mà bây giờ mà thất tiếng rồi. Cái gì? Bây giờ nè Nguyên ở dưới này ai dám cưới nó? Giờ tôi hỏi dưới này nè ai dám cưới nó không? Im nghe. Giờ tôi tính vậy nè. Gì vậy? Tự nhiên thất tiếng. Bây giờ tôi tính một cái đơn giản vậy thôi. Cậu cưới tôi đi. Ê! Ê! Rõ! Ê! Cậu cưới gái tôi đi. Đó. Trời ơi. Sao cậu hay cười? Cậu hay cười tôi quá. Tôi mà tôi sai vậy là cậu cười tôi vậy. Hả? Sao cưới được? Cưới được. Không có được. Được mà. Trời ơi sao? Nè. Thấy con gái tôi nó khùng khùng vậy thôi chứ nó dễ thương lắm. Ở vậy khùng quá mà đâu có dám cưới. Được. Bây giờ. Nhưng mà nó không có được. Sao? Sao mà không được? Thì là cháu có vợ rồi. Có vợ rồi. Đâu có sao đâu. Hả? Bây giờ mấy vợ? Ý một vợ bình thường. Còn nữa hả mày? Ôi hai vợ cũng nhằn nhò gì. Mày là heo độc hay gì vậy? Mà sao mày ghê vậy? Cái tướng mày có chút xíu mà ba con vợ. Con đang ăn học mà có vợ gì ghê vậy con? Thôi không sao. Cưới nữa. Nói nghe nè, trai năm thê bảy thiếp. Không sao hết con. Cái câu này nè mới là có vợ đó. Nè, nhà năm ba cái cửa. Có vợ rồi có vợ nữa không sao. Cái câu này là có vợ thứ ba nè. Bây giờ không nói gì mày. Hả? Mày không cưới Thu Cúc thì mày đừng không mày rời khỏi đây. Không, không cưới đâu. Mày đứng yên đó. Ở nhà đó, chứ đẻ ra con. Xong rồi cái tính nuôi thêm một con gà. Tính lại là hai đứa. Đúng rồi, hai con. Tí đặt tên con Cúc. Đúng rồi. Con gà tí cũng kêu Cúc. Vậy bây giờ tí kêu Cúc gà hay là con Cúc? À Con cúc. Kiểu con á. Tí đặt con Thu Cúc, tí kêu Thu Cúc cho nó đẹp chút được không? À, Thu Cúc. Đó. Đó, kêu đi rồi gà nó ra ăn. À, trời con. Gái rồi. Bây giờ nè. Tía là tía tính hết rồi. Dạ. Con bây giờ con cũng lớn rồi. Dạ, tía cũng già rồi. Dạ, lớn rồi. Thì bây giờ con phải có chồng. Con phải có chồng thôi. Là ý tía có sao? Tía gả chồng cho con. Tía gả chồng cho con. Đúng. Không! Lấy ai đi? Mày bình thường thôi, ta đâu biết mình khùng. Tại tía quýnh quyết mà khùng đó. Thiệt á. Chứ bình thường con vẫn bình thường. Quýnh quyết mà nhũng não luôn á. Mày làm quá, ta biết mày ham muốn. Muốn gì? Muốn chồng. Tía có muốn không? Chứ thử đi, tía lấy chồng đi. Mày đi ra tự nhiên tao lấy chồng. Ông lên nói cho nó cười tao đi. Đó. Nè. Dạ. Bây giờ phải lấy chồng. Con. Tí gả con lấy chồng. Ừ. Rồi ai lấy con? Bây giờ. Từ đó giờ con coi gặp ai đâu ai lấy con. Được lắm. Đâu? Cô hồn đó. Đó. Thôi đi tắm đi. Dạ, đi tắm con thôi. Sao đi tắm?
Thôi mới kêu tôi thôi. Tôi đâu có nói ông thúi đâu. Gì ra đây? Tiếc kỳ quá. Sao vậy? Tự nhiên rồi tiếc nhìn ta cái tiếng nó của nó ta thúi. Thì con mới nói thôi. Là con mắc cỡ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, em mắc cỡ. Dạ, dạ, có đồng ý. Dạ, có đồng ý không? Sao bữa nay con khùng quá chứ? À, hả, không phải bữa nay đâu. Cô làm tôi sợ luôn rồi á. Tôi còn sợ tôi mà. Mấy cô vô cô uống thuốc đi rồi cô ra cô nói tiếp. Tôi uống bị làm thuốc không rồi. Bây giờ nó nói nè. Ơi. Tiếp cho con thời gian suy nghĩ. Tiếp bên kia nói chuyện không đi. Rồi để qua đây không ạ. Nói bên kia nói chuyện không. Rồi đây con nói mà đâu có chịu đâu. Nó báo gió sao đó. Con đang đầu nó đẹp cái gì. Cái gì cái đầu tao mày sao mày đi. Nè nó nghe nè. Tiếp. Rồi lúc mà con ở ngoài rừng mà con cứu ổng á. Con không hề thấy ổng đẹp trai. Nhưng bây giờ mà con thấy ổng rồi á, con đứng chung với Tía á, là con muốn đem Tía cất vô hũ mắm luôn. Là sao nè, nói rõ hơn nè. Tức là một trời một vực á. À, ai trời ai vực. Ổng, dĩ nhiên, Tía con là phải hơn rồi. Tía là vực. À. Ổng á, là trời. Trời, là nói vậy đó. Dạ. Mày là phải đánh mày bằng cái này nè. Cái gì khùng á? Tự nhiên cái lấy cái chiếc bàn con vậy. Mày có hiếu quá ha. Mày có hiếu với trai ha. Mày thấy trai cái mày chê tao thật tệ. Ông bà người ta dạy con người mình sống phải thành thật. Đối về sắc đẹp thôi chứ đừng có so bì với ổng nhục lắm tía. Ngày xưa tao cũng là nam dương của khu rừng này. Chưa bao giờ con nhìn thấy chí là nam dương hết á. À, nam dương. Nam dương. Vậy là so với mấy con dương đúng không? Được, con dương mày điên nữa rồi. Điên mày nói cùng với Liên đang ngãm gái chồng tiền nè. Bây giờ tía hỏi nè, con có chịu cưới nó không? Tía nghĩ sao? Tía nghĩ sao? Trời ơi, giết được ông này con mừng muốn chết. Trời ơi, trời. Trời ơi, thôi bây giờ nè, tía sẽ làm bác. Ông lấy tôi xong đau khổ vậy? Hả? Ông có chịu lấy tôi không? Ông nói đi. Tôi chịu lấy cô nhưng mà có điều kiện. Điều kiện gì? Dán cái mỏ cô lại. Trời ơi xin lỗi mày. Ông có biết cái mỏ của tôi quan trọng đúng không? Đúng. Ngày hôm nay mọi chuyện cũng do cái mỏ của tôi nè. Ông đã quá sai lầm rồi nha. Đúng. Bây giờ mày lấy gái tao thì mày hứa cho tao một điều. Hứa gì nữa? Tao ca đâm hơn mày không có cười. Tía tôi không được gì ngoài ca đâm hơi á. Cái đó là thằng là... Quay đi lên tía. Quay đi. Giờ là cái đầm gì chắc bây không? Bây giờ tía sẽ làm đám cưới của con lớn nhất khu rừng này. Nguyên cái khu rừng này có nhà mình không ạ? À? Đâu có ở chung với ai đâu rồi đám cưới đó. Ở thung lũng bên kia là đông lắm. Trời đi, bước qua một bước là tới thung lũng đây. Qua cái thung lũng đó là tới chợ đồ. Chợ đồ, đúng rồi. Tía vô ngay miễu bà Ngũ Hành. Bữa nay đông bà cố luôn. Đúng rồi, tại có đầu mình lông hát bà lắm chứ. Tía đi vô mời thì con đi. Rồi, được rồi, con yên tâm. Thôi con vô thay đồ đi. Rồi vô thay đồ. Đi đi. Có đồ sẵn trong đó, thay đồ làm đám cưới liền. Có đồ lúc 15 tuổi tía tôi cưới má tôi đó. Bây giờ mà không vừa đâu. Thôi sẵn giờ lúc mà không vừa đâu. Đi vô. Bà con ơi. Bây giờ bà con chuẩn bị đi đám cưới gái con nha. Thôi chịu khỏi đi tiền cũng được, tới cho vui được rồi. Tội nghiệp lắm nó khùng. Bây giờ nó có chồng được thì thôi mừng cho nó đi. Nha. Rồi thôi đây chuẩn bị đám cưới nha. Mời bà con tới nha. Dạ. Mấy anh tiền con ơi. Dạ. Cá bụng tôi nè. Trời ơi. Trời ơi. Má nào vô nhà cũng muốn vậy. Cưới mà sao uống bút đổi vậy. Thank you.
ta phải đứng cao hơn cái đường chứ. À vậy hả? Vậy lái cao đường tiếp tục chứ. Cao là phải cao gì đó. Đúng rồi, cao gì đó. Lại luôn hả tiếp? Lại luôn, vậy lái cao luôn. Rồi. Ok, hai bây giờ bay. Rồi. Đưa vô động phòng. Ủa, xí đi, chưa ăn mà động phòng rồi trời. Mày ăn tao không? Tao ăn bậy ghê quá. Ông mà nói chung là cho ăn đi rồi cho bậy nè. Nói nghe nè, làm đám cưới gấp quá chưa có nấu nướng gì hết á. Thôi về nhà tự nấu ăn đi. Vậy hả? Ừ. Vậy tự tháo xuống đi. Thôi về con ơi. Thiệt á. Ở đây chưa? Nè tao có này, họ tao đi ăn nè. Thôi, tôi giữ giùm cho. Thôi cũng kiếm nó đi, về đi cái cha. Ờ, đó, rồi, xong. Xong. Thôi chết rồi, giờ tụi nó về ai đỡ xíu. Nghĩa tới. Dạ, 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 dạ. Bạn sao bạn? Cẩn thận đi. Rồi, thôi rồi hai đứa vô động phòng đi. Gì? Động phòng. Động phòng hả? Ừ. Động phòng là phải cởi áo á hả? Ừ, cởi áo kìa. Là cởi áo gì hả? Đúng rồi. Ừ. Ôi, ôi, trời ơi, không động phòng đâu. Không động phòng đâu. Không động phòng đâu. Kỳ quá, lớn là chỉ kệ kỳ quá, tao phải cởi áo cởi hết chứ. Là nó mắc cỡ dữ chưa? Đúng là đồi nào úp nắp dung đó, thấy không? Thôi kệ đó, mừng quá, gả được gái rồi, ăn mừng thôi.